Rồi ok, xin chào các bác. Thì đây là con LG G8 bản Hàn của em nhé. Thì thấy trên hội mình có nhiều bác là bảo là không biết cách cài đặt cái việc mà mở khóa bằng cái lòng bàn tay này này. Và không biết là cái việc mở khóa bằng cái lòng bàn tay nó có hay ho gì không ấy. Thì hôm nay em sẽ thử test thử cái việc mở khóa bằng cái lòng bàn tay xem thế nào nhé. Rồi. Thì trước tiên các bác cũng sẽ vào phần cài đặt thôi. Vào phần màn hình khóa và bảo mật này. Thì trong này ấy, các bác sẽ có rất nhiều cách để mà mở khóa màn hình. Nó cũng như bao điện thoại khác thôi, thì con G8 nó có thêm cái Face ID này và cái lòng bàn tay nữa. Thì cái Face ID ấy, của con G8 này nó ngon không kém gì con iPhone X đâu. Cho nên là các bác nào mà thích kiểu mở khóa bằng Face ID thì chọn con G8 là ngon luôn đấy. Còn cái việc mà mở khóa bằng cái lòng bàn tay này ấy, thì nó hơi mới lạ hơn ấy, thì hôm nay sẽ thử cho các bác xem nhé. Thì các bác nó đang tắt ấy, thì các bác bật nó lên. Bật lên này. Và các bác làm y chang những gì mà nó hướng dẫn trên màn hình này này. Thì nó bằng tiếng Việt thôi, rất là dễ đọc, các bác nào biết đọc là sẽ hiểu thôi. Rồi. Kế tiếp này. Máy cơ mở khóa này. Rồi thì đây nó bảo là hãy đặt cái bàn tay của bạn cách xa tầm 20 đến 15 đến 20 cm. Rồi, ok, bắt đầu này. Đó. Đặt tầm 15 đến 20 cm sao cho cái vòng vàng nó trùng với vòng trắng. Đó. Đó, nó đang quét đấy. Em thấy là nó như quét như kiểu quét gương mặt thôi. Đấy, cho nên nó cũng dễ dễ thôi, không có gì đâu. Đấy, vào gần này. Đó, rất là nhanh thôi. Bạn đã quét thành công rồi. Và nó xác nhận lại thôi. Tiếp tục để xác nhận lại. Đó, và sẽ cũng đặt 15 cm tầm đây. Sao cho cái vòng vàng bằng cái vòng trắng. Rồi. Hạ thấp bàn tay xuống này. Đó. Từng nâng bàn tay lên này. Đấy, đã xong. Bây giờ bạn có thể mở khóa bằng cái Hand ID này, có nghĩa là lòng bàn tay đấy. Rồi, ok. Tắt đi. Và sẽ mở khóa cho bác xem nhé. Đấy, mấy cái này thì không quan trọng mấy đâu. Rồi, em sẽ tắt đi này. Tắt cái màn hình đi. Đây, và cái này thì nó không không thể là đang ở chế độ tắt màn hình này, các bác đưa tay vào ấy. À, nó cũng mở luôn các bạn. Đó, các bác thấy không? Em không cầm gì nhé. Để tắt đi này. Rồi, ví dụ đã đang ở chế độ này này, tắt nhá, đưa bàn tay vào này. Đó, các bác thấy không? Nó mở luôn. Đó, thì cái việc mà mở như này nó cũng khá là nhanh, nó cũng nhanh gần gần như kiểu là cái mở bằng Face ID ấy, nhưng mà em thấy là cái Face ID nó nhanh hơn. Thì cái này nó, tại vì mình phải đưa đúng cái phần này này, cái phần lòng bàn tay khu khu này này, đấy vào đúng cái thẳng cái camera thì nó mới chuẩn được. Còn cái màn hình, cái khuôn mặt ấy, nếu mà mở Face ID thì nó cái khoảng nó rộng hơn thì nó dễ hơn, còn cái này thì nó chỉ tầm khu này thôi đấy, thì các bác phải đưa đúng cái đấy vào đấy, như thế này này, cách xa tầm 10 cm đó nó sẽ mở đấy, các bác có thể nhìn thấy không đó, mở lại cho các bác xem nữa nhé. Đó, rất là hay, làm mấy phát đã xem nó có chuẩn không. Đó, nó rất là hay. Thì bây giờ thử tắt cái điện đi nhé, xem nó còn chính xác không. Đây, em chờ tí. Tắt điện tối bắt. Rồi. Các bác thấy rồi đấy, em đã tắt điện tối thui rồi. Em sẽ tắt cái màn hình điện thoại luôn nhé. Em tắt màn hình điện thoại này. Rồi, bây giờ là màn hình tối thui rồi, các bác sẽ không nhìn thấy gì nữa. À, có nhìn thấy cái đồng hồ của cái con G8 đấy. Thì em sẽ đưa cái lòng bàn tay vào. Đây. Đó, các bác thấy không? Đấy, nó mở được luôn. Thì trong tối thì các bác không nhìn thấy cái camera trước nên cho nên các bác khó tiếp cận được với cái camera trước ấy, thì có thể là sẽ hơi khó khăn một tí thôi. Em sẽ làm lại phát nữa nhé. Đó, đưa tay vào đấy. Rồi, nó mở luôn. Thì em thấy là nó mở như kiểu là nhận diện cái Face ID thôi, và em cảm giác là nó có vẻ là nó chậm hơn một tí và mình phải đưa cái tay nó chính xác hơn. Thì bây giờ em sẽ bật điện lên nữa nhé. Rồi, bật rồi. Rồi, thì cái việc mà mở mở khóa bằng cái lòng bàn tay này ấy, em thấy nó cũng không phải là hữu ích quá cho lắm, có nghĩa là so với cái việc mà mở khóa bằng bằng vân tay và bằng Face ID ấy, thì em thấy là cái Face ID là có vẻ là ngon nhất. Nhưng đương nhiên thì em lại không 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 dùng cái việc mở khóa bằng Face ID các bạn, tại vì nhiều khi ấy, là nhiều khi mình chỉ muốn xem giờ thôi,
chỉ muốn xem bật lên để xem cái màn hình khóa để xem giờ thôi, nhưng mà đưa lên mặt cái thì nó mở cái Face ID rồi, nên là mình nhiều khi mình bị lại phải mất công là tắt màn hình đi, nên là mình cũng không thích cho lắm, nhưng mình đa số là dùng cái vân tay thôi, và cái Face ID mình cũng rất ít khi dùng, và bây giờ mình không dùng, và cái mở khóa bằng lòng bàn tay thì mình cũng không không dùng luôn, vì nó cũng khá là bất tiện, nó không gì hay ho cho lắm. Nhiều khi là ông nó đeo cái găng tay hoặc đeo gì thì sẽ không không làm được, và cả kể cả cái Face ID cũng thế, nhiều khi là mình đeo khẩu trang thì cũng không làm gì được. Đó thì cái việc mở khóa bằng Face ID nó bằng bằng lòng bàn tay ấy, nó cũng rất là dễ thôi, và em thấy là nó như kiểu cái dạng của Face ID thôi, cho nên nó cũng không 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 có cái gì là có vẻ là ghê gớm cho lắm. Nó chỉ được cái là hay ho là nó mới lạ thôi, nó mới lạ tí và có thể là mang ra nghịch ngợi rồi khoe bạn bè tí thôi, rồi thế thôi. Ok, xin chào các bác.